Hello, em Diệp xin chào cô chú bác anh chị và tất cả mọi người trên kênh. Hôm nay thì anh em mình cũng đi vào đây, đi vào nhà anh Trời, xong là bây giờ xuống nhà em có bắt. Thì bây giờ cũng xin cô chú bác anh chị cùng theo dõi anh em để đi vào nhà em. Vâng, để nhớ cô bác, hai anh em vừa mới trao quà của bác Nga với lại Nam Định và có chị Trắc Kỳ Trần gửi những cái khoản hỗ trợ cho gia đình em chở ấy, cũng đã trao xong rồi. Bây giờ là hai anh em đang xuống phía dưới nhà em rìa nhé, để trao nốt cái phần quà mà cô Trắc Kỳ Trần ở bên Mỹ có gửi tặng cho gia đình em rìa. Đấy, và có một cái phần quà nữa của bác Nga Nam Định cũng có gửi cho gia đình là một tải quà ấy. Thì hôm trước Xuân Thiệu vào đây thì cũng đã mang vào cho gia đình em rìa trước rồi ấy. Đấy, nhưng mà chưa thể trao và ghi hình cho cô bác được, thì hôm nay vào đây thì mới có dịp là trao hết những cái phần quà của các cô các bác gửi cho gia đình em rìa nhá. Đấy. Biết bố mẹ có nhà không? Bố mẹ có anh ạ. À, sáng nay bố mẹ cũng ở nhà. Đây nha cô bác. Mưa bê bết hết thế này. Mưa thôi bị chảy nước nhiều ấy. À, cái này chả rột nhiều lắm à? Rột nhiều lắm anh ạ. Cái này cái cây ngô này để đây nó ướt hết còn đâu nữa, còn cái này còn luôn được. Em bị rột xong lại em còn cái chỗ này em còn keo đi keo đấy. À. À, che đi che che lại nhiều ấy. Ồ. Nát bướm hết thế này. Vâng. À. Cái chỗ này nó không bị hết, em còn kiểu là lúc nào mưa to thì cũng cái chỗ này nói chung là ướt hết luôn đấy. À. Rột xuống hết rồi nhỉ. Vâng. Cô đang nấu cơm hay sao đấy? Bố chắc là đun nước làm gì nhá? À, sắn. À, có sắn à? Ôi giời. Sắn này có bở không? Sắn này có. À, à không, sắn này ở trên này trồng được ít lắm anh ạ. Nhưng mà cái này luộc mình ăn hay chứ? Cái này mình luộc ăn hả? À, cháu chào bác nhá. Vâng, chào bác đi làm gì về á? Không làm gì đây. Không đi. Trời mưa này không đi làm gì đâu. Dạ vâng. Dạ vâng, ba có nhà không ạ? Có nhà. À đây, vâng. Cháu chào bà nhá. À. Ừ. Ôi giời ơi, ta cứ nhìn thấy là cười tít mắt là thế nào nhỉ? Thích thế cơ á? Vâng. À, còn bố gì ở đây nhỉ? Xem nào. Ừ. Bye bye xem nào. Bye bye các ông các bà xem nào. Bye bye. Bye bye. Về mới ngủ dậy anh. À thế à? Thế còn lão tướng này, lão tướng này, lão tướng nào đây? Lão tướng này, lão tướng của bà Can này. Ô. Thế sao lại xuống đây để bắt bà cống thế này? Nghe mới chị à? Nghe mới chị. Này. À, hai vợ chồng ấy bảo là cũng do mấy ngày nay cũng trời mưa nhiều nên là không có củ ấy, nên là hai vợ chồng đi lấy một ít củ ấy. À. Gửi cái đứa con cho mẹ em. À, tức là đi lấy củ xong là mang cháu xuống đây để bà trong hộ à? À đúng rồi. Thế nhưng mà lớn rồi để cháu khác đi cho cống thế. À, giờ mùa trời cái mốc quá thế này nó vậy này. À, bảo là cái đò đi theo bố đi theo mẹ ấy khóc nên là mẹ mới cống một tí cho nó đỡ ấy. Ôi giời ơi, lão tướng này. Đây cho cô bác này, là tướng của nhà bà Ca đây. Đấy, hôm nay thì bố mẹ đi lấy củi nên là phải mang xuống đây gửi nhà em rìa. Đấy, được may là sang bên này thì có bố mẹ em còn được nhờ thế này nhỉ. Ừ. Thì là vợ chồng sang đây thì lúc nào mà vợ chồng ấy cả hai người đi làm hết thì cũng gửi con vào đây để bố mẹ trông một tí ấy. Cái này thì không có nhà thì tí nữa mình lên trao quà kiểu gì bây giờ? Chắc lại phải để hôm khác rồi. Vâng, để hôm khác mà hôm nay là không ở nhà thôi anh ạ. Thế khó nhỉ. À, đây nha cô bác, thì tại vì mấy cái gia đình ở đây thì cũng gần nhau ấy. Hôm nay thì Xuân Thiệu vào đây một chuyến là để mang được những cái phần quà của các cô bác gửi trao cho mấy gia đình để trao tận tay cho luôn. Nhưng mà hôm nay thì vào đây thì nhà em và ca không có nhà rồi, đi lấy củi mất rồi. À, đi lấy củi có ngay gần đây không? Đi lấy củi xa lắm anh ạ. Đi tích ở dưới núi thôi. À, đi lấy cái cành cây khô nên là đi rất là xa luôn. À. Phải đi mấy tiếng đồng hồ mới về. Thế cửa? À, vâng. Thế bây giờ chẳng phải đến tối à? Bây giờ thì nếu mà bây giờ đi thì phải đến tối mới về anh ạ. Ồ, ở trên này cũng đi không phải là gần đâu, đi khá là xa luôn. À, thế thì mình không chờ được rồi. À, không chờ được anh ạ. À. Cái bao đồ hôm trước lấy vào đây đâu à? Cái bao đồ là em lấy vào trong này rồi. À, lấy bao đồ của bác Nga. Xem Nga có gì? Xem Nga. Hả? Đây có gì hả? Đây. Đâu? Hôm trước thì Xuân Thiệu vào đây bảo là em rìa lấy về trước ấy. Đấy, em rìa đã lấy về nhà đây rồi. Đấy, bây giờ thì Xuân Thiệu mới vào đây để mà trao cho gia đình được nhé cô bác. Bà đâu xem nào. Hôm trước em lấy vào là mưa ấy. Trong này cũng trời khá là mưa ấy. Đây nha cô bác, người gửi là bác Nga ở Nam Định. Đấy, gửi cho Linh Văn Thiệu đây. À, nhờ cháu chuyển cho gia đình em rìa
bác cũng gửi lên máy tải cho mấy gia đình ở trên đỉnh núi này, thì cũng bây giờ mình mang vào trao đổi nhá của bác. Đâu rồi? Ông bà đâu hết rồi? Ông bà vào đây cháu nhờ một chút. Vâng, cháu có cái phần quà này để trao cho gia đình nhá. Vâng. Cái này là nước nước mưa vào đây à? Cái này nước mưa thôi anh ạ. Mấy ngày nữa em sẽ đưa anh đi xem cái bể nước của em ở chỗ chân núi ở dưới này. Bể nước, bể nước á. Và cái khá là xa. Yeah. Xây chỗ, ở đấy là như nào? Không không phải xây đâu mà cái chỗ cái hốc đá ấy. À. Cái hốc đá mà mình đào cái đất xong là mình tiện là lấy cái lõ ở trong đấy. À nó như thế, cái hốc mình quay vào để lấy để đóng đóng nước cái gì. Đúng rồi. Ừ. Nên là em đi từ đây xuống dưới này đi lấy nước cũng xa đấy. À ở đây thì bà con là khó nhất là cái nguồn nước nhỉ. Ông bà ơi, về đây để cháu thay mặt các cô các bác để trao cho gia đình cái phần quà này đã. Lão tướng. Hả? Ừ. Lão tướng này. Bây giờ ấy, sang bên này thì cũng lại được vào nhà em chơi ấy. Ừ. Nên là ở nhà hai vợ chồng ấy thì cũng không có cái gì để chơi nên là cũng vào đây để chơi với bố mẹ. Đúng rồi. Sang đây thì còn có chỗ mà chơi chứ còn ở bên kia đi đâu lấy. Vợ đâu? Vợ đâu rồi? Vợ em ra ngoài rồi. Ừ. Vậy đây để có cả nhà đầy đủ trao cho nó cả gia đình được vui. Có anh mấy khi lên đây là có ông có bà ở nhà đầy đủ thế này nhỉ? Cháu lên đây nhiều rất là hôm thì thấy bà thì hôm thì thấy ông. Thấy bà ông lên như nhau. Vâng. Nhưng mà cháu muốn có ông có bà cho nó vui cơ. Vâng. Bố mẹ hiếm thì lúc lên làm việc này việc nọ ấy, nên là ít khi có sửa đông đủ ở nhà anh. Đúng rồi, thì ở trên này bà con cũng lúc này thì củi lúc thì có nương các thứ nhỉ. Vâng. Đây nhá ông bà ơi, hôm nay cháu vào đây lắm thì dạ vâng, cháu hôm nay là cháu lại mang một cái món quà nữa vào để trao cho gia đình ông bà. Thế là. Vâng. Thứ nhất là có một cái món quà này là của bác Nga ở Nam Định nhá. Gửi... Vâng, cũng gửi chào gia đình. Và một cái món quà rất lớn nữa của cô Chắc Kỳ Trần ở bên Mỹ gửi trao cho ông bà cơ. Nhưng mà cái món quà này để chốc nữa là cháu mới tiết lộ cho ông bà biết sau. Vâng. Tí nữa ông bà khác được biết nhá. Bây giờ thì cháu sẽ trao cái phần quà này trước. Vâng. Đấy nhá, hôm nay thì anh vào đây là có cái phần quà này. Sẽ thay mặt bác Nga là mang vào đây để trao cho gia đình trước. Sau đó là đến cái phần quà của cô Chắc Kỳ Trần sẽ trao cho vợ chồng và ông bà sau. Đấy, bây giờ là cái phần quà này, bây giờ em khui ra đi. Vâng. Có cái món đồ của bác gửi cho ông bà với lại gia đình ấy. Đấy. Đây nha cô bác, cái món quà này của bác Nga ở Nam Định thì cũng gửi cho Xuân Thiệu là cũng khá lâu rồi ấy. Thì hôm trước thì Xuân Thiệu cũng có qua phía dưới này cũng trở vào bảo là em gì mang lên về nhà trước rồi. Thì hôm nay thì mới... lên trên này để gửi hình và trực tiếp trao cho gia đình của em dìa được nhé các bác. Không ở à? Hả? Tiểu thư công chúa của bố dìa không ở rồi à? Đi chơi anh. Trẻ con mà kệ thôi. Trẻ con nếu mà cứ thấy ngồi ổ rũ thì cũng lại có mệt rồi đấy. Rất là nhiều luôn. Đấy. Bác à cũng gói hết vào rất cẩn thận rồi. Không ăn được đâu, nhé. Đấy, đòi tay xin à? Rất là nhiều đồ lật nha các cô các bác. Bác cũng cẩn thận là gói vào từng bịch một rồi.
Đấy, bây giờ em khui ra đây, khui ra là xem có cái quần cái áo nào vừa cho ông bà thì cho ông bà chuyển vào luôn cho đẹp trai. À đấy, ui, áo khoác đẹp thế. Cái này chắc là vừa vậy em anh. À, đấy, cho khu dân thử cái xem nào. À, đấy, cho bà bế xong là thử cái xem nào, xem có xinh không. Ủa, vợ rìa này thì mặc đại đẹp vào thì xinh rồi. À, gọi là... Quay vòng một cái xem nào. Tí. Quay vòng một cái xem nào. Úi giời ơi. Hả? Sướng cười tít mắt nhá. À, vừa luôn. Ông áo thì nó hơi dài một chút thôi nhưng mà không sao. Ừ, áo đẹp nhá cô bác, đây nhá cô bác. Đây đến bộ em rìa đây cũng có cái áo còn rách tè tui hết rồi, ông còn vẫn còn dùng đấy nhá. Ờ, cái đấy khả năng bố em vừa đấy. Cái này mẹ anh. Ờ, đúng rồi, phải. Ồ, cái áo khoác đẹp ghê nhỉ. Ừ. Cái này chắc là vừa mẹ ấy. Ừ, cái đấy khả năng em lấy cho mẹ là vừa đấy. Ôi ôi, ba. Mẹ bảo là mẹ sẽ để lại những cái này mà đi chợ ấy. Ờ, được mà, đẹp lắm. Ừ. Vâng, ba mặc cái áo này rất vừa luôn. À, đấy, xem có cái quần nào đẹp là lấy cho bố xem nào. À, ừ, cái quần vải phải đấy. Ừ, cái, ừ, được. Cái này đẹp đấy. À, ông thử cái này xem nào ông ơi. Vâng, cái quần đấy nếu mà ông mặc đi ăn cố còn được. À, bây giờ là mỗi người chọn một cái rất là đẹp rồi. Em chọn cái nào vừa em không xem nào. Em ở chỗ này cũng có anh ạ. Ừ. Có cái quần ở trong này rất là đẹp luôn. Ờ đấy, cái quần cái quần đấy quần vải thô rất là đẹp luôn. Cái này Cái đấy em vừa đấy. Ừ, được rồi. Cái đấy cứ để xong là ở trong cái bịch này xem tí nữa bố mẹ rồi các em vợ này xem là vừa cái nào thì lấy ra dùng dần thôi. Vâng ạ. À, hôm nay thì cũng có khá là nhiều quà của bác Bắc Nga. Bác Nga ở Nam Định. À, đấy, có vừa không phải không? À, cái quần nó thì nó hơi dài một chút. Ông ấy, kiểu như là ông hơi thấp ấy. Đúng rồi, bố em thì hơi thấp ấy. Nên là phải sán cái chân quần lên. À, không sao nhỉ, sán lên nó cơ bản là vừa cái cạp là được. À, đấy, bây giờ là rất là nhiều đồ luôn. Các ông bà, tí nữa là ông bà ấy cứ xem cái gì ở trong này mà vừa thì ông bà lấy về mà dùng nhé. Và như vậy thì cháu cũng xin thay mặt gia đình của cháu rìa cảm ơn bác Nga ở dưới Nam Định rất là nhiều. Bố mẹ cũng có cái đồ lời cảm ơn đấy bác Nga. Cũng bảo là bác đã có cái sự quan tâm yêu thương đến gia đình nhà cháu rìa rất là nhiều, đã gửi những cái quần áo thật sự rất là nhiều và ấm áp. Thì bố mẹ cũng có cái đôi lời gửi riêng, cũng bảo là cảm ơn bác rất nhiều và cũng xin chúc bác là luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và cả đời nhiều niềm may mắn. Và đến đây thì cháu cũng xin thay mặt cả đại gia đình cháu là cũng xin cảm ơn bác, cảm ơn cái tấm lòng cao cả, cái tấm lòng yêu quý từ bác Nga ở Nam Định ấy. Bác cũng thật sự rất là yêu thương đến gia đình cháu, thì cháu cũng không biết nói gì hơn. Cháu cũng xin chúc bác là luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và cả đời nhiều niềm may mắn trong cuộc sống và thành công trong mọi sự. Đây nha ông bà ấy, bây giờ là cái phần quà của bác Nga cháu đã thay mặt bác là trao xong rồi, thì bây giờ cháu sẽ có một cái món quà nữa của cô Jackie Trần ở bên Mỹ
có gửi tặng hai ông bà là 1 triệu đồng đấy, và hai vợ chồng của em Dìa là 1 triệu nữa. Thì cô có gửi cho cháu và dặn cháu là thay mặt cô mang vào đây để trao tận tay cho hai ông bà và hai vợ chồng của em Dìa nữa, để cho ông bà có những cái đồng tiền mà chi phí sinh hoạt hàng ngày ấy. Tụ phố lòng mới được phố lòng nền đề hồ thì chắc kỳ chân nhất trong đầu mình cả tế này tao mới cho chia tôi phá được bếp sạch đời này, phá được nét lòng hình ít trò phá được yếu tổ hồi ít trò ấy ở này là sơ rô bê đi này cho chua sạch bếp này phá được nét lòng hình ít trò tiết phá được yếu tổ hồi ít trò ấy. À vâng, như vậy thì bố mẹ bố cũng bảo là rất là vui, rất là vui mừng mà khi lần đầu tiên là nghe cô chắc kỳ chân ở bên Mỹ là ủng hộ cho gia đình cháu gì là riêng bố mẹ cháu ấy là 1 triệu mà vợ chồng cháu là 1 triệu ấy, thì thật sự đây là một cái món quà rất là lớn của đại gia đình cháu ấy, thì bố cũng bố mẹ cũng rất là vui mừng. Vâng, bây giờ Xuân Thiệu sẽ thay mặt cô chắc kỳ Trần ở bên Mỹ là trao cái phần tiền mà cô gửi tặng cho hai ông bà bố của em Dìa đây và hai vợ chồng của em Dìa. Đây nhá ông bà nhá, đây là cái số tiền của cô chắc kỳ gửi tặng ông bà là 1 triệu. Bây giờ là cháu sẽ thay mặt cô là gửi tặng đến tận tay cho ông bà. Cho ông bà là có cái số tiền này. Vâng. Cho ông bà đây. Vâng. Và đây là 1 triệu của vợ chồng em Dìa đây nhá cô bác. 1 triệu của vợ chồng em Dìa thì sẽ trao cho vợ của em Dìa, tại vì lúc này em Dìa đang gây hình cho Xuân Thiệu ấy. Đây, em đứng vào đây mà gần một chút. Không được cười, cười anh ngại lắm. Đấy nhá, số tiền của cô chắc kỳ gửi tặng hai vợ chồng nhá. Có hài lầu chi chi à? Ba hài lầu cho chi á? Hài lầu mong thôi. Đấy, bây giờ ông bà có cái tiền này rồi thì ông bà cứ dùng mà để mua cái gì thì mua nhá. Cái gì ông bà ấy thì trong mấy lần cháu vào đây cũng có ghi hình và chia sẻ thì cũng được rất nhiều các cô các bác là quý hai ông bà, và cháu vào đây thì cũng rất là quý ông bà luôn, và thì các cô các bác là cũng gửi những cái món quà rồi là những cái số tiền dành tặng cho hai ông bà. Chúc hai ông bà là có thật nhiều sức khỏe nhá. Vâng vâng vâng. Đấy, bây giờ bà là cất tiền đi. Thế bây giờ là ông cứ toàn để bà cất hết à? Vâng, cháu trêu ông tí thôi nhỉ. Để cho cô bác Xuân Thiệu cũng vừa thay mặt cô chắc kỳ là trao những cái món tiền của cô dành tặng cho ông bà rồi và hai vợ chồng em Dìa nữa. Qua đây thì Xuân Thiệu cũng không biết nói gì hơn, cũng xin được thay mặt gia đình là gửi lời cảm ơn đến cô chắc kỳ Trần ở bên Mỹ rất là nhiều, đã có những cái tấm lòng yêu thương đến gia đình của em Dìa đấy, và cũng như là cá nhân của Xuân Thiệu nữa. Xuân Thiệu cũng không biết nói gì hơn, cũng xin được gửi lời cảm ơn đến cô chắc kỳ rất là nhiều, và chúc đại gia đình cô là luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi công việc nhé. Đấy, bây giờ đến hai vợ chồng có đôi lời với lại cô chắc kỳ đã gửi trao những cái phần quà rất là lớn cho gia đình vợ chồng xem nào. Cảm ơn. Như vậy thì cháu cũng thật sự không biết nói gì hơn, mà đây cũng cháu cũng sẽ thay mặt đại gia đình để có cái lời cảm ơn đến cô chắc kỳ ấy. Đây cũng là lần đầu tiên mà cả gia đình cháu gì để được nhận những cái món quà đầy đủ. Có cũng trao cái 6 quà cho bố mẹ cháu riêng và cũng trao cho vợ chồng cháu riêng, nên là cháu cũng thật sự rất là vui mừng ấy. Thì hôm nay thì cháu cũng không biết nói gì nữa, cháu cũng cảm ơn cô chắc kỳ Trần ở bên Mỹ rất là nhiều. Cô đã có những cái tâm lòng yêu thương đến gia đình cháu, thì cháu cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Đây cũng là một cái món quà rất là lớn mà cháu cũng rất là xúc động ấy. Lần đầu tiên mà bố mẹ cũng có cái phần mà vợ chồng cháu cũng có phần ấy, nên là đây cũng thật sự là cái số quà rất là lớn. Thì cháu cũng xin thay mặt gia đình là xin chúc con luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp được nhiều điều may mắn cho cuộc sống và thành công trong mọi sự công việc ạ. Vâng, bây giờ đến ông bà, ông bạn. Nè, 有你有你我是有人的用对他来打
Vâng. Vâng ấy, như vậy ấy, thì bố mẹ của cháu gì cũng có cái lời cảm ơn đấy nha. À, cô chắc kỳ ở bên Mỹ rất nhiều. À, bố mẹ ấy cũng bảo là từ lúc già cho đến tận bây giờ ấy thì cũng được nhận là cái một cái món quà từ bê cô, là cô cũng có cái tấm lòng thật sự rất là yêu thương đấy bố mẹ ấy của cháu gì ấy. Thì bố mẹ cũng bảo là cảm ơn cô rất nhiều và cũng không biết nói gì hơn. À, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bố mẹ được nhận những cái số tiền để chăm chạy trong cuộc sống ấy. Thì bố mẹ cũng cảm ơn cô rất nhiều và xin chúc cô là luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi sự công việc. Bây giờ thì ông bà ấy cũng đang chuẩn bị không biết là cơm hay là gì gì đó. À, cái nồi là nồi sẵn phải không ạ? À? Ông ơi. À, chín chưa, chín chưa? Chưa là chưa. Chưa. Săn bờ thế nhỉ. Vâng. Vâng. Tí nữa giờ con phải xin ông một củ mới được. Cái này ở trên này cái củ sáng này cũng không trồng được nhiều anh ạ. À. Anh tưởng nhiều bờ bãi như thế là rồng nó rất là nhiều. Chắc là ở trên này trồng nó không được tốt anh ạ. À, nên là cũng trồng được mà một ít lắm. Được là trồng được ít. Vâng. Lại cũng hứng nắng rồi. Ừ. Dê mang đi buộc rồi à? Dê thì kiểu là bây giờ cũng muộn rồi đấy, nên là cũng vừa nãy là nắn nắn nên là phải bảo là dắt đi bên kia ăn cỏ rồi. À, dắt đi ăn cỏ à? Dắt đi ăn cỏ chứ không dám thả đi ấy. Đúng rồi, mưa gió này đừng có thả. Vâng, chỉ cho ăn tại nhà thôi. Ừ. Cái này là cái gì đây? Cái này là cái này thì em cũng không biết tên của cái này nữa anh ạ, nhưng mà cái này là cái để làm cái vải lanh ấy. À, tức là bà con dùng cái này để dệt đấy á? Đúng rồi, làm cái này dùng cái này để dệt cái vải lanh ấy. À. Cái này thì nói chung là bà con làm cái này cái vải lanh thì rất là nhiều khâu ấy. Làm rất là nhiều khâu nên là nó mới thành cái vải. Đúng rồi. Nên là phải có cái này. Bà con ở trên này toàn là những cái mọi thứ đều làm thủ công hết nhỉ. À, những cái này thì phải có một cái giống như kiểu là cái bánh quai ấy. À. Mình đây. Có cái này này. À, phải có cái đấy vào á? À? Có cái này mình. À, cái này thì anh lên trên này nhiều nhưng chưa thấy bà con làm cái này bao giờ. Nó nhiều khó lắm anh ạ. À. Phải cho cái này vào đây. Thế là cho một cái chốt ở đây nữa. Thế là nó quay à? Vâng, xong không từ từ có cái này nữa. Cái này cho vào đây. Cái này cho vào cái lỗ này. À. Mình quay được. Sau đó là mình đến cái này. Mình đến cái này là mình sẽ lấy cái sợi ấy, cái dây lưng ấy, cái sợi để cái sợi là xuyên cái lỗ này à? Siêu cái bó cái lỗ này thì mình mới cầm cái này cho nó đỡ mổ tay ấy. À. Cái này đàn ông cũng làm được anh. Đàn ông làm được á? Cái này đàn ông cũng làm được. Làm kiểu gì em thì làm đạp như nào nữa? Cái này là mình sẽ làm như thế này. À. Quay như thế. Vâng, cái này quay như thế này. À, cái này là nó chỉ cuốn vào thành một cái bó cuốn to thôi, hiểu không? Cái này mình cuốn như thế để cho nó mới thành cái sợi nó mới chắc ấy. À, ừ, đây nha cô bác. Như thế này thôi. Phải nói là bà con ở trên này cũng rất là sáng tạo luôn. Đấy, nghĩ ra những cái dụng cụ để mà dệt thành những cái tấm vải lanh ấy. Vâng. Thì nói thật sự là làm rất là nhiều khâu và rất là tốn nhiều việc đấy. Cái này thì mình khác làm hay là đi mua cái này? Cái này mình khác tự làm thôi anh ạ. Khác tự làm á? Khác tự đóng, khác tự sáng chế như cái này. Cái này rất là hay. Yeah. Bà con ở trên này sáng chế ra nhiều thứ rất là hay luôn. Sắn chín chưa ông ơi? Hả? À? Cháu thèm lắm rồi đấy. Được rồi không? Chín rồi á? À? Ây dù, ngon quá nhỉ. Cũng lâu lắm cháu không được ăn sắn rồi. Hôm nay lên trên này đúng gặp ông có nồi sắn thơm phức. Sắn này nó là sắn trắng hay sắn đỏ hay là sắn gì không? Cái này là vàng, đâu biết là vàng, đâu 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 là vàng, đâu
Những cái xung quanh nhà này này, chỗ nào nó thưa thưa đất thì mình dồn xuống được mà. Cái sắn này nó ở chỗ nào nó cũng được mà. Tuyệt vời. To quá nhỉ. Anh ơi, vào đây thử một mía. À, được rồi, thử chứ. À, anh chờ mãi nồi sắn này chín của ông ấy nhỉ. Xin gì? À, đi vào ăn sắn đâu ông ơi. À, em phu nhân gì ở đâu rồi? Vào ăn sắn đi. Vâng, vâng. À, đây nhà của bác rất là ngon luôn. Sắn của bà con ở trên vùng cao này đây. Dạ. Ô, phải phải lấy cái đấy à ông? Cái này chắc là ngọt rồi. Cái này ngọt đấy. Đây, thử một miếng xem nào. Đây nha cô bác, sắn rất rất là ngon. Đấy, mời cô bác dùng sắn nhá. Cái này nếu mà ở vùng xuôi thì làm gì biết cái món này ông nhỉ. ngon quá ông ạ. Cá. Ngon nhỉ. Cá. Bà con cũng chỉ quay sắn này những cái đồ sẵn trong vườn trong gia đình thôi, nhưng mà rất là ngon, rất là chất lượng nha cô bác. Ở đây thì có ngô. À, sắn thì hầu như là ít rồng lắm nhỉ, anh thấy. Sắn thì ở trên này nó ít lắm anh ạ. Đúng rồi. Vâng, ở trên núi đá này thì nó ít có. Chủ yếu là những cái chỗ nào mà nó không có đá thì nó trồng nhiều anh ạ. Ngon công à bà? Ta. Ta. Vâng. Ăn sắn no rồi ông ạ. Hôm nay được vào đây với ông được thưởng thức cái món đặc sản ở trên núi này rất là ngon luôn. Vâng. Có gì cũng muộn rồi đó thì khả năng là anh cũng xin phép thôi. Vâng. Ông nhá thì bây giờ cũng muộn rồi thì cháu cũng xin phép là đi về thôi ông ạ. Để hôm khác con lại vào đây thăm ông sau nhá. Anh ấy thì hôm nay cũng vào đây ấy, thì cũng đi vào nhà đi nhà chở số nhà em thì cũng khá là muộn rồi, thì bây giờ anh ở lại sau là ăn cơm nhà em đấy. Ôi bây giờ ăn cơm thì lúc nào anh mới về đến ngoài đấy được, bởi vì là anh cũng vào đây một hai lần rồi nên là em cũng anh em mình cũng đi nhiều ấy, nên là không vào đây cũng không chuẩn bị được cơm nước gì ấy, nên là không phải cơm nước gì nhiều thế thì đói anh ạ. Ăn sắn rồi, ăn sắn thế là no rồi. Chơi sao làm ăn cơm xong mới về nhé. Không cần cơm đâu. Đấy nhá bà nhá, cháu đi về rồi nhá. Hôm khác cháu lại lên chơi thăm bà sau nhá. Nếu mình chê à. Mình chê. Dạ vâng. Đấy còn đâu nào? Hả? Tiểu thư này xem nào. Ừ, nhìn thấy gì chưa? Bye bye bác xem nào. Hả? Bye bye đi. À bây giờ chán rồi không thèm rồi à? Thôi nhỉ, anh cũng đi về đã, cũng muộn mất rồi. Để nhà cô bác bây giờ cũng vào chiều tối rồi. Hôm nay vào đây thì cũng gặp trời mưa ấy, nên là cũng không thể vào sớm được, nên là vào rất muộn rồi. Hiện tại là cũng vào chiều tối rồi. Trời cũng bắt đầu quang quang rồi nha các bác. Có lẽ Xuân Thiệu cũng xin được khép lại cái video ngắn của mình tại đây thôi nhé các bác. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.